Nhà cách mạng Tô Hiệu sinh ngày 7 tháng 3 năm 1912 trong một gia đình nhà nho nghèo ở thôn Xuân Cầu, xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Năm 1927, ông đã sớm tham gia vào các phong trào yêu nước của học sinh. Giờ đây, người gieo hạt giống đỏ cách mạng từ bóng tối của nhà ngục Sơn La đã đi xa, nhưng tinh thần Tô Hiệu vẫn đang được thắp lên trong lòng mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc Sơn La. Và với những thầy cô giáo và thế hệ học sinh còn đang ngồi trên ghế nhà trường, thì việc tu rèn đạo đức và phấn đấu mang lại những thành tích học tập vượt trội cũng là cách để cống hiến cho quê hương. Khắc ghi công lao của đồng chí Tô Hiệu, người chiến sĩ cách mạng kiên trung của Đảng, đã hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc. Nhiều ngôi trường trên địa bàn tỉnh Sơn La được đặt mang tên ông, góp phần giáo dục truyền thống lịch sử, tinh thần cách mạng cho thế hệ trẻ. Xin chào các khán giả của chương trình Tổ quốc trong tim. Tôi là Hằng My. Ngày hôm nay, ngôi trường mà tôi cùng với ekip đặt chân đến đầu tiên đó chính là trường Trung học phổ thông Tô Hiệu của thành phố Sơn La. Đây là ngôi trường được thành lập vào năm 1961 của thế kỷ trước và cũng là ngôi trường trung học phổ thông đầu tiên của tỉnh Sơn La. Dạ, em chào thầy Bình, em là Hằng My đến từ chương trình Tổ quốc trong tim. Ngày hôm nay em rất là vinh dự khi mà được đặt chân đến một ngôi trường mang một cái tên rất là đặc biệt, trường Trung học phổ thông Tô Hiệu. Dạ thưa thầy, suốt 62 năm lịch sử hình thành và phát triển thì không biết là cán bộ, công nhân viên của nhà trường cũng như là các thầy cô giáo đã kiên trì vượt qua những khó khăn thử thách như thế nào để mà ngày hôm nay đạt được cái danh tiếng như thế này ạ? Vâng, trường Trung học phổ thông Tô Hiệu là ngôi trường được mang tên nhà cách mạng Tô Hiệu. Hơn 62 năm xây dựng và phát triển, thầy và trò nhà trường luôn luôn xác định một nhiệm vụ rất quan trọng, đó là mang tên người chiến sĩ cách mạng Tô Hiệu. Nhà trường xác định cái tinh thần của đồng chí Tô Hiệu trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị của mình. Thứ nhất là phải đoàn kết trong toàn bộ khối cán bộ giáo viên nhân viên và tất cả các em học sinh. Thứ hai là luôn luôn thực hiện đúng cái chủ trương đường lối chính sách của Đảng, thể theo cái nguyện vọng mong muốn của thế hệ các thầy cô giáo cũng như các cựu học sinh qua các thời kỳ. Nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày thành lập trường vào năm 2021 thì nhà trường đã hoàn thành cái bức tượng và khuôn viên tượng bán thân Tô Hiệu. Qua cái bức tượng này được xây dựng trong cái khuôn viên nhà trường, đây là một niềm tự hào rất lớn đối với thầy và trò nhà trường qua các thời kỳ, cũng là niềm tự hào của thành phố Sơn La. Qua cái bức tượng này, nó là một cái giáo dục cái truyền thống cách mạng các thế hệ học sinh qua các thời kỳ, đặc biệt là trong một năm qua các ngày lễ lớn thì nhà trường đều tổ chức dâng hoa trước tượng bán thân Tô Hiệu để giáo dục cho tất cả các em học sinh nhớ lại cái cội nguồn của cha ông đã góp phần xây dựng quê hương đất nước. Dạ thưa thầy, các bạn học sinh trường mình thì thường là các bạn là người dân tộc nào ạ? Trường Trung học phổ thông Tô Hiệu thì nằm trên địa bàn thành phố, trên địa bàn tuyển sinh là của các phường và xã thuộc thành phố. Hàng năm thì nhà trường tuyển sinh vào khoảng 3 khối thì khoảng hơn 1.500 học sinh. Trong đó là dân tộc Kinh khoảng 58% và dân tộc Thái là khoảng 38%. Còn lại khoảng 4% là các dân tộc khác như Hơ Mông, Hơ Mú, Sinh Mun. Dạ vâng ạ. Và em thấy là để có được một cái môi trường thân thiện như thế này và với các bạn học sinh, các bạn được đào tạo để mà có khát vọng, cống hiến, khát vọng vươn lên thì không biết là các người lãnh đạo là những thầy cô của trường đã có những định hướng giáo dục như thế nào ạ? Trong hơn 62 năm xây dựng và trưởng thành thì nhà trường đã đào tạo ra hàng vạn học sinh đi khắp mọi miền của Tổ quốc và quê hương, đào tạo một cái nguồn nhân lực rất lớn cho đất nước cũng như cho tỉnh nhà. Để thực hiện được cái nhiệm vụ này thì trong đó có rất nhiều học sinh đã trưởng thành từ mái trường này, hiện nay đang giữ những vị trí then chốt trong các cơ quan Đảng, Nhà nước từ trung ương đến địa phương. Là người lái đò, các thầy cô giáo luôn luôn xác định định hướng trong giáo dục của nhà trường, đó là một, giáo dục cho các em cái lòng yêu nước, yêu quê hương, yêu cái mái trường mình đang học tập, quý thầy, mến bạn, đoàn kết, kỷ cương,
Cái thứ hai là thông qua các giờ giảng thì giúp cho các em hình thành cái kiến thức để các em vận dụng ra cuộc sống. Thứ ba, thông qua các phong trào thi đua, các cuộc vận động giúp cho các em hình thành được cái kỹ năng sống. Thứ tư, thông qua các cuộc thi văn hóa, văn nghệ, thể thao thì giúp cho các em phát triển được cái năng lực, phẩm chất và cái năng lực của từng bản thân, tạo được cái tính đoàn kết giữa các học sinh trong cùng một trường, vượt khó đi lên để các em có con đường lập thân lập nghiệp sau khi rời khỏi mái trường Trung học Phổ thông Tô Hiệu. Dạ vâng ạ, em cảm ơn thầy và em chúc thầy với tất cả các thầy cô giáo ở trường sẽ có thật là nhiều sức khỏe để tiếp tục thực hiện sứ mệnh của mình. Vâng, thầy xin cảm ơn em. Quán triệt tinh thần giáo dục xuyên suốt qua nhiều năm, các thầy cô giáo luôn lấy học sinh làm trọng tâm và học sinh luôn được tạo mọi điều kiện tốt nhất để học tập. Từ những kết quả xuất sắc đạt được trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh những năm cấp 2, Quang Mỹ Lan, cô học sinh người dân tộc Thái, được tuyển thẳng vào trường cấp 3 Tô Hiệu. Khi lựa chọn ngôi trường này, mình đã tìm hiểu rất kỹ về ngôi trường này. Thì ngôi trường này thì có nhiều truyền thống về các cha ông, có những thành tích cao nổi bật, có thể giao lưu với bạn bè thầy cô nhiều hơn khi ở môi trường xa và có thể có thêm nhiều kiến thức. Những thành tích trong năm cấp 3 sẽ là hành trang cho mình tiến tới những ước mơ khát vọng của đại học. Nhưng cũng từ đây, Mỹ Lan vất vả hơn trên con đường đến trường. Nhà nằm cách trường gần 30 km, nên những ngày đi học năm lớp 10, bố mẹ phải gửi các con đi học chung trên một chiếc xe buýt, sáng đưa đi, trưa đón về. Nhưng lịch học ngày càng dày hơn, có những ngày học 2 buổi, Lan phải xin nghỉ trưa ké tại một quán nước trước cổng trường hoặc về nhà bạn, tranh thủ ôn bài cho buổi học chiều tối. Khó khăn lớn nhất của mình là đường đi lại xa, nhà của mình cách trường hơn 20 cây số. Lớp 12 thì có những buổi ôn luyện buổi tối, lúc đến trường thì quần áo ướt hết thì cô đã phải nhiều lần lấy quần áo của mình để cho em mặc. Chính là do sự quan tâm của thầy hiệu trưởng cũng như thầy cô bộ môn, đặc biệt là cô chủ nhiệm, thì em sẽ cố gắng nỗ lực để đạt được thành tích cao hơn trong kỳ thi học sinh giỏi lớp 12 sắp tới. Liên tục nỗ lực để đạt những thành tích tốt nhất, năm lớp 10, Mỹ Lan đã tự ôn thi, đăng ký thi học sinh giỏi môn lịch sử cùng các anh chị lớp 12 và đạt học sinh giỏi cấp tỉnh 2 năm liên tiếp. Em luôn được các thầy cô nhớ đến vì sự cố gắng và chăm chỉ của cô học sinh người dân tộc Thái. Còn Lù Thị Thảo Vân, một học sinh ưu tú của trường, cũng luôn hết mình cho ước mơ được đi học, dù hoàn cảnh gia đình còn nhiều khó khăn. Không chỉ hướng đến những thành tích học tập cao nhất để không phụ công giáo dục từ gia đình và nhà trường, mà Thảo Vân còn tích cực tham gia tất cả các hoạt động ngoại khóa của nhà trường. Bố mẹ em kỳ vọng và mong muốn em có thể học dưới ngôi trường này đạt được rất nhiều kết quả cao và tham gia được những cái hoạt động do trường tổ chức, giúp mình có thể nâng cao, học hỏi được thêm nhiều cái kinh nghiệm và rút ra được thêm cho mình sự tự tin và có thể thể hiện được bản thân mình trong không chỉ trong học tập mà còn trong các hoạt động. 60 giải thi học sinh giỏi các môn văn hóa cấp tỉnh, 1 giải thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh, 90 giải thi học sinh giỏi cấp trường khối 10 và khối 11. Những con số không chỉ là thành tích ghi trong học bạ của mỗi học sinh, mà còn thể hiện thành quả của những người lái đò mỗi ngày không ngừng mang con chữ, bồi đắp cho thế hệ tương lai của nước nhà. Với quan điểm, tiếng Anh không chỉ là ngôn ngữ để giao tiếp với thế giới, mà nó còn là phương tiện để nhận thức và tư duy trong cuộc sống, cô giáo Tố Ngân đã kiên nhẫn rèn dạy từng lứa học trò gần 20 năm nay. Đối với một cái vùng miền núi như ở tỉnh Sơn La, thì tiếng Anh thực sự là rất khó khăn đối với các học sinh dân tộc thiểu số. Rồi các em không có môi trường để giao tiếp tiếng Anh, để thực hành tiếng Anh, nên là những cái gì mà học ở trên lớp thì cũng bị mai một dần đi. Tuy nhiên thì cái mặt thuận lợi ở đây là vì cũng ở trung tâm thành phố nên là có được sự đầu tư của trang thiết bị cũng như là phòng học thông minh, tạo điều kiện cho các giáo viên thiết kế những cái bài giảng sinh động
và dễ hiểu cho học sinh để khuyến khích học sinh có hứng thú với nội dung của bài giảng, yêu thích môn học tiếng Anh hơn. Thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới, môn tiếng Anh trở thành môn học bắt buộc của học sinh lớp 3 đến lớp 12. Trong khi đó, tỉnh Sơn La vẫn luôn trong tình trạng thiếu giáo viên môn tiếng Anh, một phần khiến công tác giảng dạy và phổ cập ngôn ngữ thế giới này gặp khó khăn. Nhưng cũng không thể ngăn cản tình yêu thương của những người thầy, người cô dành cho học sinh trong từng tiết học. 24 năm công tác trong ngành giáo dục, cũng là 24 năm thầy Nguyễn Hồng Quang, giáo viên môn giáo dục công dân, gắn bó với miền nắng gió Sơn La và với ngôi trường tôi hiệu này. Sinh ra và lớn lên tại thủ đô Hà Nội, nhưng nơi níu giữ và phát triển sự nghiệp được chàng trai năm đó lựa chọn lại là nơi đây. Nhận tấm bằng cử nhân trên tay, xách ba lô rời quê hương yêu dấu của mình, đi lên Sơn La, một vùng đất mới với một cái vẻ đẹp của thiên nhiên, của đất trời, một vùng đất mà có thể nói có truyền thống cách mạng. Tôi nhận thấy rằng là con người Sơn La rất mến khách, và các em học sinh Sơn La với đôi mắt ngây thơ của mình, các em mong muốn là các em có được cái ánh sáng tri thức của mình. Với cái tinh thần đó thì tôi đã đem cái sức trẻ của mình để mà truyền đạt cho học sinh thân yêu của mình những cái bài dạy, những cái kiến thức tôi đã được lĩnh hội ở giảng đường của đại học. Qua đó đem lại những cái tinh thần tri thức mới để các em tiếp nhận, chắp cánh cho em những cái ước mơ trong hiện tại và trong tương lai. Với mục tiêu định hướng nghề nghiệp, môn giáo dục công dân mang lại nhiều cơ hội cho giáo viên và học sinh. Nhiều trường đại học đã lựa chọn điểm thi môn giáo dục công dân làm điểm xét tuyển đầu vào. Nên với vai trò của mình, thầy Quang luôn nỗ lực dạy tốt môn học, đáp ứng định hướng lựa chọn nghề nghiệp tương lai của các học sinh. Bên cạnh đó, cùng với nhiều thành tích ôn luyện trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh nhiều năm liên tiếp, thầy cũng xác định đây còn là môn học giáo dục cho học sinh về tinh thần cách mạng, tình yêu quê hương tổ quốc. Lịch sử của Việt Nam là lịch sử dựng nước và giữ nước. Và trong cái dòng chảy lịch sử đó thì đã có đồng chí Tô Hiệu, một người con của huyện Văn Giang của tỉnh Hưng Yên. Và đồng chí đã hy sinh cả cuộc đời mình cho cách mạng Việt Nam. Và cây đào Tô Hiệu đó là một minh chứng, nó còn tươi xanh mãi cho lý tưởng cách mạng của đồng chí Tô Hiệu. Và rất vinh dự cho trường chúng ta, một ngôi trường nằm trên địa bàn của thành phố Sơn La, đã được mang tên người chiến sĩ cộng sản kiên trung bất khuất Tô Hiệu. Đó là một con người có tinh thần chiến đấu kiên trung bất khuất. Rớt xuống trang thơ tôi cánh hoa đào phớt đỏ, chiều Sơn La lộng gió. Trong một cái tinh thần như vậy thì đồng chí Tô Hiệu đã hoạt động cách mạng ở Sơn La này, là người bí thư chi bộ của nhà tù, gieo những cái tư tưởng cách mạng của chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh vào tất cả những người chiến sĩ cộng sản của chúng ta và đem lại cái ánh sáng cho đồng bào, bà con dân tộc của Sơn La chúng ta và các em học sinh. Chúng ta là cái thế hệ tiếp bước của những giá trị truyền thống ấy. Các em hãy cố gắng học tập, rèn luyện tư tưởng đạo đức tác phong và thể hiện bằng những công việc làm cụ thể, đem lại những việc tốt, người tốt, tiếp bước cái truyền thống của cha anh nói chung và xứng đáng được học dưới ngôi trường mang tên người chiến sĩ cộng sản kiên cường Tô Hiệu, trở thành một cái công dân tốt cho xã hội. Tạm rời thành phố Sơn La, đi về phía bắc khoảng chừng 30 cây số đến xã Hát Lót, huyện Mai Sơn cũng có một ngôi trường mang tên người chiến sĩ cách mạng Tô Hiệu. Không những thế, đây còn là nơi thành lập chi bộ đầu tiên của Đảng bộ tỉnh Sơn La năm 1946, và đây là địa chỉ đỏ để giáo dục truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ. Dạ em chào cô Dung, em là Hằng My đến từ chương trình Tổ quốc trong tim ạ. Xin chào Hằng My. Dạ cô ơi, trường mình thì đã thành lập được bao nhiêu năm rồi và trong suốt những năm đó thì đã có bao nhiêu thế hệ học sinh trưởng thành từ ngôi trường của mình rồi ạ? Thực ra thì trường tiểu học trung học cơ sở Tô Hiệu có tiền thân từ trường nông trường quốc doanh Tô Hiệu và được thành lập từ 1976-77 tháng 8 năm 2018. Thực hiện chủ trương của tỉnh, trường tiểu học Tô Hiệu và trường trung học cơ sở Tô Hiệu lại được sáp nhập thành trường tiểu học và trung học cơ sở Tô Hiệu. Và tính đến thời điểm này thì trường tiểu học trung học cơ sở Tô Hiệu mới chính thức được thành lập khoảng hơn 5 năm, thì có khoảng 4 đến 50
thế hệ học sinh đã được trưởng thành từ ngôi trường Tô Hiệu. Và cô ơi, với cái đặc thù địa hình cư dân ở xã Hát Lót, huyện Mai Sơn của mình, thì không biết là trong quá trình giảng dạy thì có những cái khó khăn nào đối với đội ngũ giáo viên cũng như là cán bộ công nhân viên của nhà trường ạ? Thì được đóng trên địa bàn của hai tiểu khu thuộc thị trấn Hát Lót cũng là một trong những cái thuận lợi đối với nhà trường trong công tác giảng dạy và giáo dục. Bởi vì mặc dù là cũng tham gia công tác giáo dục đối với các con em của các dân tộc của tỉnh Sơn La, thế nhưng được sự quan tâm và chỉ đạo của các cấp lãnh đạo, của chính quyền địa phương và đặc biệt là quan tâm của hội phụ huynh thì nhà trường có rất nhiều thuận lợi. Tuy nhiên thì với cái quy mô trường lớp liên tục phát triển, vì vậy mà nhà trường cũng có còn một số cái khó khăn về cơ sở vật chất, thì nhà trường vẫn còn khó khăn về nguồn nhân lực, về đội ngũ của nhà giáo. Dạ vâng, vậy cô Dung về trường là được bao nhiêu năm rồi cô? Và với một cái tên đặc biệt như vậy cho trường của mình, thì không biết rằng là các cô giáo, các thầy giáo ở đây đã truyền cho học sinh truyền thống hiếu học cũng như là truyền thống cách mạng yêu nước như thế nào ạ? Thì tớ đã về nhận cái nhiệm vụ và chức vụ là hiệu trưởng của trường tiểu học trung học cơ sở Tô Hiệu từ tháng 8 năm 2019, có nghĩa mới được hơn 4 năm. Nhưng bản thân mình cũng như tập thể sư phạm nhà trường đã thấm nhuần được cái tinh thần Tô Hiệu, một cái biểu tượng của lòng yêu nước, ý chí kiên trung và tinh thần lạc quan cách mạng của các chiến sĩ. Nhà trường cũng đã truyền tải những cái thông điệp đó tới cho các thế hệ học sinh qua các bài giảng và từng cái hoạt động giáo dục, giúp các em nêu cao được tinh thần hiếu học, khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành cái nhiệm vụ học tập và từng bước để hoàn thiện bản thân. Trong tương lai gần thì nhà trường luôn có những cái kế hoạch phát triển để cho các em hiểu thêm về cái tinh thần Tô Hiệu và giữ vững truyền thống và phát huy được cái truyền thống về tinh thần Tô Hiệu. Chiến tranh đã lùi xa, nhà tù Sơn La đã giải phóng gần 80 năm. Trải qua hai lần ném bom của thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, bị tàn phá nặng nề. Dù vậy, đến thời điểm này, di tích quốc gia đặc biệt nhà tù Sơn La vẫn còn lưu giữ nhiều hiện vật gốc, cùng những bài viết, cuốn sách, tư liệu hình ảnh về đồng chí Tô Hiệu. Xin chào toàn thể quý các em về tham quan khu di tích quốc gia đặc biệt nhà tù Sơn La. Chị xin phép được giới thiệu, chị là Hà Thị Hằng, là cán bộ của bảo tàng. Hôm nay thì chị rất là vui là người đồng hành cùng đoàn trong chuyến tham quan ngày hôm nay và sẽ mời các em di chuyển cùng chị để chúng ta bắt đầu hành trình tham quan. Kính mời. Và sau đây xin kính mời quý đoàn chúng ta sẽ dừng chân tại đây một chút. Xin được giới thiệu với toàn thể các em, đoàn chúng ta thì đang dừng chân trên ngọn đồi Khao Cả. Và Khao Cả theo tiếng dân tộc tại đây có nghĩa là vững chắc, đứng trên đồi cao quan sát được một phần lòng trảo của thành phố Sơn La. Và đây chính là vị trí đắc địa để phòng ngự về mặt quân sự. Thực dân Pháp đã lựa chọn ngọn đồi Khao Cả xây dựng một số hạng mục công trình quan trọng. Và đặc biệt tới năm 1908, chúng đã giáo diết cho xây dựng tại đây một nhà tù nhằm giam giữ những tù nhân chính trị và người Việt Nam yêu nước. Đó chính là nhà tù Sơn La. Với tổng diện tích là 2.184 m², tại đây thì dân Pháp cho xây dựng tổng cộng là 49 phòng giam. Tuy nhiên hiện nay về kiến trúc thì đã không còn được nguyên vẹn vì đã trải qua hai cuộc ném bom của thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Và ở tại đây, thực dân Pháp cũng không dùng những biện pháp tra tấn trực tiếp như là máy chém hay chuồng cọp giống với nhà tù Côn Đảo và Hòa Lò. Tại đây dùng toàn bộ bệnh tật để tiêu hao tù nhân. Vào những năm đầu thế kỷ 20, mảnh đất Sơn La được mệnh danh là nơi Lam Sơn chướng khí, rừng thiêng nước độc. Người ta còn thường có câu nói, nước Sơn La ma vạn bú, hay Sơn La đi dễ khó về, ngày đi thì có, ngày về thì không. Tù nhân khi bị đẩy từ dưới xuôi lên giam cầm đã mắc rất nhiều các căn bệnh như là phù thủng, kiết lỵ, thương hàn, đặc biệt là căn bệnh sốt rét rừng đã hoành hành rất dữ dội. Nhưng cũng chính tại nơi này, khí tiết của những người cộng sản đã trở nên chói sáng. Nơi đây ươm mầm lên những hạt giống đỏ đầu tiên trong phong trào cách mạng ở tại Việt Nam, tiêu biểu như các đồng chí Trường Chinh, Lê Duẩn, Vân Tiến Dũng, Trần Quốc Hoàn, Nguyễn Lương Bằng. Và đặc biệt phải nhắc tới công lao to lớn của đồng chí Tô Hiệu, người được coi là cánh chim đầu đàn trong phong trào cách mạng ở tại nhà tù Sơn La. Phía bên đây xin được giới thiệu với quý đoàn, đây chính là cây đào mang tên đồng chí Tô Hiệu, là biểu tượng cho sức sống mãnh liệt, cho tinh thần đấu tranh bất khuất của anh em tù nhân ở tại nhà tù.
Trong một cuộc họp bị bại lộ, đồng chí đã bị thực dân Pháp bắt, kết án 4 năm tù khổ sai ở tại Côn Đảo. Đồng chí đã bị đánh đập, tra tấn vô cùng dã man. Đồng chí bước đầu mắc phải căn bệnh nga phổi, nhưng vẫn bí mật học tập, rèn luyện, đấu tranh trong hoàng ngũ của Đảng và chính là lớp đảng viên đầu tiên của Đảng ta. Sau khi mãn hạn tù 4 năm, trở về quê hương Hưng Yên, tỉnh nhà tù Côn Đảo, đồng chí đã hoạt động cách mạng ở rất nhiều các tỉnh thành như Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương. Cuối tháng 12 năm 1939, trong một lần đi kiểm tra cơ sở in ấn truyền đơn của ta tại Hải Phòng, chuẩn bị cho cuộc kháng chiến mới, đồng chí đã bị thực dân Pháp bắt lần thứ hai. Chúng xét thấy rằng đây là nhân vật có tầm ảnh hưởng, đã kết án đồng chí 5 năm tù khổ sai, đẩy lên giam giữ tại nhà tù Sơn La, ở phòng giam hình tam giác chưa đầy 4m2 này. Tuy nhiên, đồng chí vẫn bí mật viết tài liệu huấn luyện cho anh em, được anh em tín nhiệm bầu làm bí thư chi bộ nhà tù. Đồng chí cũng nói rằng, mình biết chắc mình sẽ chết sớm hơn mọi người, nên tranh thủ thời gian mình phải cống hiến cho cách mạng. Đồng chí chỉ giữ chức bí thư được tầm khoảng hơn 1 năm. Sau một cơn ho ra máu kéo dài, đồng chí đã chút hơi thở cuối cùng ở tại đây. Qua buổi trải nghiệm ngày hôm nay, em được biết thêm nhiều về đồng chí Tô Hiệu, đặc biệt về là thân thế và sự nghiệp của ông khi mà bị giam trong một cái nhà giam mình tâm giác như thế, cảm thấy ngột ngạt như thế mà vẫn có thể là người đứng đầu và lãnh đạo các tù nhân, và em cảm thấy rất là hâm phục ông ạ. Và em cảm thấy vô cùng tự hào khi mình là một học sinh được học tại một cái trường mang tên đồng chí cách mạng Tô Hiệu. Khi truyền tải những cái thông điệp lịch sử tới du khách thì mình rất là xúc động, bồi hồi, cũng tự hào là một người đã đưa những cái kiến thức quý báu của lịch sử để cho mọi người hiểu thêm về di tích và hiểu thêm về những trang sử hào hùng của dân tộc. Hàng năm thì chúng tôi cũng thường xuyên tổ chức các cái hoạt động nghiên cứu, sưu tầm, bổ sung thông tin tư liệu về di tích nhà tù Sơn La, từng bước đổi mới nội dung, hình thức trưng bày để giới thiệu với công chúng, giới thiệu với khách tham quan về ở những thời kỳ hết sức oanh liệt, tri ân công lao của các bậc tiền bối cách mạng, cống hiến cả tuổi thanh xuân cho độc lập dân tộc. Quý vị và các bạn thân mến, khép lại hành trình đến với Sơn La của chương trình Tổ quốc trong tim. Lồng ngực tôi bây giờ vẫn còn cảm thấy ấm nóng và rộn ràng hơn bao giờ hết khi mà quá tự hào trước lịch sử oai hùng của dân tộc tại mảnh đất Sơn La này. Chúng tôi đã được nghe những câu chuyện hết sức cảm xúc về những con người với những nỗ lực không ngừng nghỉ và tình yêu thương với Tổ quốc và quê hương. Ngay lúc này thì hành trình Tổ quốc trong tim xin được khép lại. Chúng ta sẽ gặp nhau trong những số phát sóng tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại. Được sống trong một thời hòa bình, em thấy rằng là mình rất là may mắn và em sẽ cố gắng học tập thật tốt để cố gắng trở thành một người con ngoan trò giỏi, trở thành một người có ích cho xã hội, và mai sau em muốn trở thành giáo viên để mang con chữ đến cho tất cả các em học sinh ở vùng sâu vùng xa. Cái nghi thức chào cờ này thì giúp cho các em nhận thấy được cái lòng yêu quê hương đất nước và cái trách nhiệm của các em với mái trường cũng như với 38 năm công tác trong ngành giáo dục, thầy luôn luôn gieo cho học sinh một cái lòng tự trọng.
một cái khát vọng sống vươn lên và trong quá trình học tập. Từ thời xưa hay đến thời nay thì giáo dục luôn là cái con đường như thế, giáo dục từ ý thức, tri thức. Thế thì lịch sử là con đường để dẫn đến tương lai. Thế thì chúng tôi luôn luôn giáo dục cho học sinh như vậy.